Tại sao mày cố tiện dắt gái đi chơi mà không chịu trả cho tao? Hả cái thằng mớm kia? Em xin lỗi anh, cũng bởi lâu quá không được cảm giác lên mây. Lâu lâu có cơ hội, để thôi em vớt luôn. Rồi tính chừng nào mày trả? Anh ráng cho em hết tuần này, thêm tuần tới, qua tuần kia, chắc chắn là ngày này sang năm em sẽ trả, uy tín luôn á. Trời. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Để cập nhật video mới thường xuyên, các bạn có thể nhấn subscribe. Để xem ảnh đẹp trai của mình, các bạn có thể vào facebook.com/thánhlồngtiếng. Và để cập nhật thêm nhiều video vui hơn, các bạn có thể vào website thánhlồngtiếng.xyz. Xin cảm ơn các bạn.